chữ hiếu trong đạo Phật và văn hóa Việt Nam. Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong đạo làm người của người Việt Nam, chữ hiếu luôn được coi trọng. Hiếu kính với cha mẹ là một truyền thống tốt đẹp và lâu đời của dân tộc ta. Truyền thống đó đã được lưu giữ từ xa xưa và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhiều ca dao, tục ngữ đã đi vào tâm thức của người Việt Nam từ thuở nằm nôi. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Có bao câu ca về công đức của cha mẹ. Ân cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cưu mang. Vì thế phận con phải biết báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Công cha đức mẹ cao dày, cưu mang trứng nước những ngày còn thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ song thân. Truyền thống đạo đức ấy được vun bồi thêm trong các gia đình Phật tử. Hạnh hiếu là hạnh Phật. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy: vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha. Từ bao đời nay, câu chuyện tôn giả Mục Kiền Liên, một vị đại đệ tử của Đức Phật, đã được lưu truyền rộng rãi. Mẹ ngài là bà Thanh Đề, vì không tin kính Tam Bảo, không tin nhân quả, nên bà gây quá nhiều nghiệp ác. Vì vậy khi qua đời, bà bị đọa vào thế giới ngạ quỷ. Thế giới của ngạ quỷ rất khổ sở, đói khát. Tôn giả Mục Kiền Liên là người tu hành đã chứng đắc quả A-La-Hán. Với sự giải thoát và giác ngộ viên mãn, có thần thông, ngài dùng thần thông tìm mẹ và thấy mẹ sống giữa loài quỷ đói, đang bị tra tấn rên xiết. Ngài khổ đau vô cùng, ngài vội đem dâng cho mẹ một bát cơm. Mẹ ơi, cơm đây mẹ hãy dùng. Bà nghe con gọi và đưa cơm đến thì mừng quá, tay nhận bát cơm, tay bốc lấy mà ăn. Nhưng do lòng tham lam xấu ác nên thức ăn biến thành lửa thành than, lại thêm một đau khổ nữa cho Mục Kiền Liên. Thấy mẹ khổ đau đói khát mà dâng cơm thì không ăn được, ngài chỉ còn cách là trở về trình với Đức Thế Tôn, mong Phật từ bi chỉ cho phương thức để cứu mẹ. Đức Thế Tôn thương xót, chỉ bày nhân ngày tự tứ, chư tăng đồng tụ hội nên sắm lễ trai tăng dâng lên cúng dường. Nhờ sức gia trì của thập phương tăng chuyển hóa lòng tham lam keo xẻng của bà, giúp bà thoát khỏi loài ngạ quỷ, chết sinh về cõi trời. Nhờ thế Mục Kiền Liên cứu được mẹ. Từ đó ngày rằm tháng 7, chư tăng ni Phật tử thường tổ chức lễ Vu Lan là lễ báo hiếu cha mẹ. Lễ Vu Lan mang một ý nghĩa tinh thần đã đi vào đời sống văn hóa của người Việt, không chỉ trong các gia đình Phật tử. Để đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, nhiều người đã thể hiện tấm lòng thành kính bằng các việc làm cụ thể ngay khi cha mẹ còn sống. Có câu ca đã nhắn nhủ: ai ơi còn mẹ còn cha, hãy lo báo hiếu kẻo mà khói hương. Nhiều người đã truyền tụng và thấm nhuần lời dạy của Đức Phật: phụng dưỡng cha và mẹ là công đức tối thượng. Có những người con thành tâm đêm đêm khấn nguyện Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Sự bất nhân bất hiếu bạc đãi cha mẹ đã bị lên án. Cha mẹ nuôi con như trời như bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu, mùa cho các người con tưởng nhớ đến công đức của cha mẹ, mong muốn làm điều gì tốt đẹp để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Nhớ ơn và báo hiếu luôn luôn là những đạo lý cần tiếp tục được trao truyền và vun đắp trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Cùng bạn đọc sách, xin chào và hẹn gặp lại.